Dạ, em xin chào tất cả các anh cần cù đã quay lại với video mới của em. Thì hôm nay em gửi đến các anh một lô cần chuyên về cần câu tay nè, và những mẫu cần câu ISO, gọi là những mẫu bộ trợ thêm máy câu cho mình. Và đặc biệt ngày hôm nay em gửi đến các anh một cây cần câu lục xa bờ nha, cho các anh đánh xa bờ khoảng 80-100m đều được. Cây này dài 4m25 và độ cứng là AX, độ cứng 35 nha. Và phôi xoắn ít 2 da có đi kèm là dàn khoen Fuji Silicon luôn. Cần câu tay hôm nay em gửi đến các anh những mẫu cần từ độ cứng thấp đến độ cứng cao đầy đủ cho mình nha. Rồi, em sẽ báo thông tin chi tiết cụ thể vào trong video. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship các anh nha. Em sẽ đóng ống nước ship có toàn quốc, các anh nhận hàng được kiểm tra. Rồi, đầu tiên thì em xin phép lên cây cần câu tay chất liệu phíp của Nhật luôn nè các anh. Cái này thì em báo cho mình biết là cái này siêu dẻo luôn các ha. Anh nào muốn câu độ cứng siêu dẻo thì lấy cái này. Cái này dài là 3m6, đến từ thương hiệu Daiwa, có tem vàng nè các. Đấy. Có tay cầm là được bo chỉ đầy đủ cho mình. Daiwa nha. Cái này chất liệu là phíp đó các. Phíp Nhật ha. Và cái này thì dẻo lắm các. Siêu mềm luôn. Chỉ có 2H thôi. Cái này ngọn đặc sợi thủy tinh nè các. Các anh xem cái ngọn đó nè. Đấy. Siêu mềm luôn ha. Và cái ngọn của nó là đặt tháp lông phụng, nó tháp tại đây nha. Cái ngọn đặt bên trên rất là dài. Đấy. Anh nào chơi siêu dẻo thì lấy. Cái cần 3m6 có tổng cộng là 4 lóng cho mình. Hàng Nhật nha, đến từ thương hiệu Daiwa. Màu nước sơn màu nâu đẹp nè. Rồi. Cần có ngọn là 0.5 ly, trọng lượng 78g, giá là 300k. Hàng Nhật Bản nha, 300.000, mã số 1 ạ, 300. Rồi em sang mã số 2 là một mẫu cần bản Korea xuất Nhật. Đây, cái này là cũng là một mẫu cần câu tay phíp luôn, chất liệu phíp. Cái này câu đơn đài đánh chép rô phi, đánh rô đánh giết được nè. Dài 3m6. Có ngọn khá là to. Đây. Đẹp nha các anh, nó lấy cái khoen của Ikeda, nó làm, nó buộc làm cái đầu nè. Các anh không thích đó, các anh về các anh tháo ra mình bo cái đầu dây dù vô nha. Đấy. Tổng là có 4 lóng cho mình luôn. Và màu nước sơn còn đẹp. Ánh sáng á nha các anh, đó, nó đẹp lắm. Và đa cần rất là thẳng. Này độ cứng là hơn 3.5H lận các anh. Các anh có thể câu thoải mái đơn đài nha. Ngọn cần hiện tại là 1.7 ly, trọng lượng 138g. Cây này giá bán là 300.000, mã số 2, 300k. Rồi em sang mã số 3. Số 3 là cần carbon các anh. Đây một mẫu carbon xoắn. Xoắn này xoắn xoắn tròn lò xo và xoắn caro nha. Đấy, cái cần này là dài 3m6. Đây là hàng Nhật ca. Thương hiệu này là thương hiệu Ryobi đó. Một mẫu cần tay. Có buộc bảo hiểm nè. Tay cuốn chỉ. Cần cũ đã qua sử dụng nha. Cần nó sẽ có mấy cái điểm, điểm này dính keo thôi. Lâu lại ra được. Không sao nè. Đầu lóng còn nguyên vẹn nè ha. Tất cả đầu lóng nguyên vẹn. Đầu của nó là người ta làm một cái đầu xoay 360 độ chống xoắn dây luôn. Ngọn đẹp ha. Ngọn còn mới. Phôi xoắn đầy đủ. Để em xem độ cứng bao nhiêu nhé. Cái cần này có độ cứng khoảng là trên 3.5H và cần ra thẳng. Và cái này thì nó nảy tốt luôn các anh. Nảy tốt cho mình luôn nha. Trên 3.5H. Quá ngon lành. Cần có đường kính ngọn là 1.3, trọng lượng 126g. Giá bán là 690.000. Mã số 3, 690 cho cây này nha. Rồi em sang mã 4. Mã 4 là một cây cần vạn năng nha. Vạn năng. Cây này hàng carbon luôn ca. Đây là hàng carbon. Hàng Nhật bại về. Cái cần này có chiều dài là 2m7. Ngọn khá là to. Ngọn cây này 1.9 ly. Đợi em tí nha. Này ngọn 1.9 ca. Ngọn to. Cần carbon. Nước sơn là màu ghi nha. Ghi bóng.
tổng là có 3 lóng nè. Ô cái này về câu rất là sướng tay luôn các anh. Ô quá nảy. Này khoảng 3.54h nè. Rất thẳng và nảy cao luôn. Đánh chép đô phi trôi chim đô giết đầy đủ, thoải mái. Có thể câu cá bè. Cái cân này ngọn 1.9, trọng lượng 111g, mã số 4, giá 500.000. Số 4 cái này 500 nhé. Rồi sang số 5 ạ. Số 5 là một cái cần dài 6m1. Dài 6m1 ha. Hàng nội địa Nhật có cái tem tại đây nè ca. Đó, cần đã qua sử dụng nó có bay chữ tem ha. Có xước nhẹ mấy cái phần ngoài nước sơn. Tay cầm cuốn chỉ và cuốn dây may. Phần này nó cái dây may nó bị mắc rồi nè ca. Ha. Nó còn cái lớp bọc quá để đôn cái tay cầm lên. Đó, các anh về cánh bo cái khác vào nha. Phôi nguyên vẹn, đảm bảo cho cánh là phôi nguyên vẹn hết. Cái này sở hữu là ngọn đặc và được tháp Long Phụng. Tháp Long Phụng ha, rất là mượt. Rồi em xin phép lên nhanh các anh nha, để cho nó kịp thời gian cho mình. Cái này để em báo độ cứng cho mình là biết. Đây bên trong nó nè các anh. Có xước lông mèo nhẹ nhẹ thôi ha, nhem nhem thôi. Đó, không đáng kể. Đấy, đẹp, không lỗi lầm. Cây này thì độ cứng khoảng là 4H nha ca. 4H trở lên. Đường kính ngọn hiện tại là 0.6, trọng lượng 220g. Giá bán là 890k. Mã số 5, 890. Rồi em sang mã số 6. Cần dài 3m6 của thương hiệu Pedro Marine nha. Đây, đây là Marine thương hiệu nội địa Nhật Bản. Tay cầm là được làm nhám. Cái cần 3m6 này cứng là 3H ạ. À. Ngọn sợi thủy tinh ha. Đó. Rồi, ngọn này ngọn đặt tháp Long Phụng luôn. Cho nên cần ra thẳng lắm các. Màu xanh bạc. Độ mới cao ha. Độ mới cao. Cái này phải độ mới là khoảng trên 85% này, cái này. 85-90%. Rồi, đường kính ngọn 0.8, trọng lượng 128g, độ cứng 3H. Cần mã số 6, giá là 500k, số 6 500. Hàng Nhật Bản nha, Nhật Bản về. Rồi em sang mã 7. Daiwa nội địa Nhật Bản đây ca. Đây một cái Daiwa. Dài 6m3 nha. Cái này độ cứng là 4H và cần ra thẳng cho mình luôn. Cứng 4H. Bên dưới nó cái đế nè, có cái khuyên buộc dây bảo hiểm đây ha. Tay cầm cuốn chỉ dây may. Daiwa nội địa Nhật Bản. Đấy, nguyên vẹn luôn, không đổi lầm ha. Ngọn đẹp nữa, ngọn này là ngọn cố định, ngọn cố định, ngọn dù, dây dù. Ngọn sợi thủy tinh nè, đặt tháp Long Phụng ca. Ra thẳng lắm nha. Phôi là màu nâu, nước sơn là sơn màu nâu. Phôi là phôi carbon sẵn. Ba cần thì nó câu nó theo thời gian đó. Đó. Cái màu của nó theo thời gian. Không lỗi lầm nha. Các anh nhận hàng được kiểm tra. Các anh nên kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em. Cây cần đại hoa dài 6m3. Ngọn 0.9 ly, trọng lượng 321g. Giá bán là 950.000. 950 cho mã số 7. 950 nha. Em xem mã số 8 nè. 6m3 luôn các anh. Cái này của bạn Ruzon Carbon. Hàng Nhật nha. Có độ cứng là trên 4H luôn. Ngọn cần này là ngọn 0.7 nè. Và trọng lượng là 260g. Tay cầm cuốn chỉ và dây may nè. Đó, cái vết này nè ha. Đó, cần đã qua sử dụng á, nó sẽ có cái này cái kia, nhưng mà phôi thì không lỗi nha. Ngọn đặc, cái này thì cái ngọn đặc toàn thân nha,
đặt toàn thân ngọn, cần đã thẳng luôn. Nước sơn chủ đạo là màu nâu ca. Xúc nhẹ ha. Rồi, cái này độ mới còn sáng rồi, cũng khoảng là 80%. Giá bán là 1.050.000 ạ. Mã số 8, 1.050.000. Em xem mã 9 là một cây cần câu Shimano ca. Cây cần này dài 9 m và cần đa thẳng luôn, độ cứng cao nữa. Cái này độ cứng là 67H nha. Các anh có thể câu chấm đen chấm cọ được, sang câu sang hàng được, câu cá lớn được ha. Cây cần Shimano Super Carbon. Chiều dài 9 m nha. Cây cần này một quay bản Shimano đời cũ. Đế đẹp, có hoa văn nha các. Shimano. Có ngọn là ngọn rộng, ngọn sắn nha. Đấy. Phôi đẹp hết, đầu lắm ngon lành. Đầu đây. Màu nâu hết nha. Carbon sắn màu nâu hết. Đấy. Cái này thì em cho các anh xem cái lóng rồi, chi tiết cái lóng ha, cái lóng cụ thể nè. Ở đây hôm nay nó khó, em cứ rút ra nó dài, khung hình nó khó quay. Với lại cái vị trí em ngồi thì bây giờ rút ra nó hơi khó các anh thông cảm nha. Ở đây thì em cũng muốn cho các anh xem chi tiết lắm. Cái thứ nhất là thời gian nó không có hạn. Cái thứ hai là địa hình nó chật hẹp. Thì anh nào muốn xem hình đó thì cứ kết nối qua Zalo, số điện thoại em có ghi ở góc trái màn hình nha. Cái cần có đường kính ngọn 1.3, trọng lượng 509 g. Cây 9m Shimano này có giá 1.650.000. Mã số 9, 1.650.000 nha. Một cây cần câu tay lóng dài. Rồi em sang mã 10. Cây cần này cũ Daiwa luôn các anh. Đây, cái chữ nó hơi mờ nha. Daiwa. Cây cần này dài 8m1. Độ cứng của nó rơi khoảng chừng là 5H ạ. Bên dưới đế nó nè, nó có dáng như vậy luôn các anh. Chắc nó mắc cái đế rồi. Người dùng cũ họ làm như vậy ha. Tay cầm cuốn chỉ, có tem vàng. Đây. Những cái đầu lóng nó còn nguyên vẹn hết các anh. Bởi nó bay màu thôi, nó bay màu đỏ. Nè, có xước nhẹ nè ha. Xước sơn thôi, không có không phải là bị dập nha. Đấy. 8m1 cứng 5H, cây quàng của hãng Daiwa. Thì những cây mà hàng Nhật á, nó sẽ có độ cứng mềm mại cho mình. Nó không có cứng đơ giống cần Trung Quốc nha. Nó không có dễ bị đứt trục. Độ đàn hồi nó có. Anh nào câu qua cần Nhật thì các anh hiểu. Đấy, nó mắc sơn. Đấy, mình về mình kỹ hơn thì mình cứ bo chỉ thêm cho nó ha. Về tự bo nó đẹp hơn các. Rồi, ngọn 1.1, trọng lượng 348 g. Cây cần mã 11, giá bán là 1.350.000 nha. Cái này mã số 10, em xin lỗi nha. Số 10, giá 1.350.000. Daiwa 8m1. Rồi tiếp theo ạ, em gửi đến các anh một mẫu cần câu tay dài 6m3 của Carbon Beno nha. Cái này thì các anh biết nó sẽ thường là có cái mẫu màu xanh rêu á. Đúng rồi, màu nâu rêu nha. Màu nâu rêu thì thường có cái màu đó. Cái này màu bạc nha, màu bạc và màu ghi. Cái này là bản Kodia xuất thị trường Nhật luôn. Ở đây là có cái tem cảnh báo nguy hiểm nè nha. Cây cần carbon á, cần tránh xa điện giúp em. Thì cần carbon thì đa phần là tránh xa điện hết nha. Cái cần này thiên về cảm giác á. Carbon Beno người ta làm ra thiên về cảm giác. Thì độ cứng của nó khoảng 3H nha. Khoảng 3H. Này, ngọn đặc này. Cây này wow, cây này ngọn quá nhỏ luôn á. Ngọn cây này rất nhỏ. 0.6, 0.5, 0.6 đó ha. Ngọn nhỏ, ngọn đặc á. Tháp Long Phụng tại đây cơ. Ha, tháp Long Phụng. Phôi đẹp lắm, cái này độ mới rất là cao nha. Này độ mới là phải khoảng 90%. Rồi, cái này thiên về cảm giác thì cho các anh đánh cảm giác. Trọng lượng của cần là 277 g. Mã số 11, giá là 780.000. 11, 780. Em sang cái 12.
Thì 12 cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái này thì độ cứng là 3H và ngọn là 0.8 ly. Cái cần này là một cây của dòng Osaka nha, Osaka Fishing Carbon Roman, dài 6m3. Cây này đẹp, đế đẹp luôn, có cái khoen buộc bảo hiểm lỗ thoát nước nè, ngoại hình rất là sáng, phôi đẹp, lóng đẹp luôn ha. Này đẹp, ngọn 0.8 ly, độ cứng là 3H. Đấy, cái ngọn của nó là đặc hết luôn ạ, sợi thủy tinh đặc. Này, độ mới rất cao nha, độ mới khoảng 90-95%. Cần có ngọn 0.8 ly, trọng lượng 245g, giá bán là 1.150.000, mã số 12, 1.150.000. Em sang mã 13. 13 là một cây của hãng Suzumi. Cái cần này Suzumi nha, đúng rồi, Suzumi. Cái cần này dài cũng vậy luôn, 6m3 và có độ cứng là khoảng 2.5-3H, có tem vàng tại đây nha. Cái Suzumi này, đế còn nguyên vẹn và đẹp luôn. Cái đế này là cái anh kéo này ra nè. Đấy, có cái lỗ buộc bảo hiểm ở đây. Đấy, đậy lại. Mặt rất là tốt nha. Đấy. Hai carbon của hãng Suzumi. Màu cái này đẹp. Cái này góc nhỏ hơn hai cây trước nha. Góc nhỏ hơn 11 và 12. Và cái ngọn của nó là ngọn carbon sẵn. Ngọn rộng. Ngọn sẽ to hơn. Và ngọn là đầu bu xoay 360 độ nè. Nước sơn màu xanh lá cây luôn ha. Cái này là full xanh lá cây toàn thân. Và bên dưới là sẽ có cái đầu lóng đen và bạc nè, phối thêm màu xanh lá cây là toàn thân đó ca. Độ mới cao luôn nha, trên 90% luôn. Cần có mã số là 13. Đường kính ngọn 1.1, trọng lượng 203g. Giá bán là 1.150.000 nha. 13, 1.150.000. Rồi em sang mẫu cần câu tay lóng ngắn nè. Cái này thì em bán thanh lý cho mình nha, xin Charlie. Cái cần này dài 6m3 và thu gọn là 71cm thôi. Chất liệu carbon. Bên dưới đế có khuyên buộc bảo hiểm nè, tay cầm cuốn chị nè, phôi hoa văn sặc sỡ luôn ha. Cái cần này đa thẳng và độ cứng là khoảng 3.5H. Câu chép rô phi, đánh cá tự nhiên thoải mái. Độ mới hoàn toàn cao luôn nha các anh. Cái này độ mới là khoảng 90-95%. Cái mẫu hàng này thì nhập theo lô về đầy đủ chi tiết cho mình nha. Có đường kính ngọn là 0.7, là ngọn đặc, sợi thủy tinh, trọng lượng là 240g. Mã cần số 14, giá là 159.000. 14, cái này 159k. Em sang 15 là một cây nhỏ gọn. Cái cần này là của hãng Perdomandine. Perdomandine nhé. Có chiều dài 2m7 và thu gọn chỉ có 55cm thôi. Tay cầm của nó là bằng cái ngón tay áp út ha. Nhỏ thôi. Có ngọn sợi thủy tinh đặc và độ cứng cao, độ cứng nạy, câu tốt. Độ cứng là hơn 3.5H và độ cứng nạy nha. Giá cần rất thẳng. Độ mới là trên 80%. Ngọn cần là ngọn đặc. Ngọn hiện tại là 0.8 ly, trọng lượng 87g. Giá bán là 300.000. Mã 15 300. Rồi em sang mã 16. Một cái cần câu Nhật đây, hai carbon meton dio. Cái cần này là một cây XSRI, dài 5m4 và độ cứng là 3.5-4H. Cái này ra rất thẳng luôn và độ cứng cáp là không cứng không mềm ha. Có cái chiều dài thu gọn là 71cm. Nước sơn màu xanh và phôi sẵn. Đây, ngọn đặc ra rất là thẳng. Cái ngọn của nó hiện tại là 0.9 ly, gần 1 ly rồi. Và có trọng lượng là 200g.
phôi sắn toàn thân. Độ mới là phải gọi là rất đẹp. Cái này độ mới là nước sơn của cần là phải trên 95%. Rất đẹp nha các. Và da rất là thẳng luôn. Đó, rồi, cây cần này em báo giá cho mình là 690k. 690 cho mã số 16. Em sang 17 là một mẫu cần câu tay phôi fit và gốc to nha. Phôi fit đến từ thương hiệu Olympic. Đây là hàng Nhật có một cái tem bạc ha. Cái này cũng cảnh báo luôn đó các. Cảnh báo bị giật đó nha. Cái này nó có chất liệu nhiễm điện bên trong đó nha. Chắc là carbon pha fit đó các. Olympic dài 6m3. Ngọn cái này nhỏ nhưng mà độ cứng ra là cứng 4H, có thể đánh săn hàng được. Và cây cần ra có vọng một ít nha. Ngọn 0.8, trọng lượng 560g, góc là 33.1. Tay cầm cuốn chỉ và có khoen buộc dây bảo hiểm nè. Cây này có thể đánh cá lớn được các. Nhìn nó như vậy thôi, đánh cá lớn rất là ngon nha. Ngọn đặt tháp long phùng. Đây nó tháp phần này nè các. To không? Cái phần dưới to. Ngoài ra sẽ có vọng nha. Chất liệu fit. Dài 6m3. Cái cần này em bán cho mình là 400.000 nha. 400. Mã 17 400k. Rồi em sang 18 là mẫu cần câu tay Hirabuna. Dài 4m5, độ cứng cần là 5H. Về mình câu đơn đài đánh dịch vụ được ha. Cái này bạn Kodia xuất thị trường Nhật, có mã cốt và tem vàng đầy đủ luôn. Bên dưới đế nó là đế kim loại, có dây buộc bảo hiểm nè. Cái khoen nè. Tay cầm được làm nhám. Nước sơn là màu cam và màu ghi cho mình. Bên trên là màu vàng bạc nè. Có thêm cái nắp chụp ha. Càng đa thẳng lắm các. Và được cái nó nhẹ nữa. Và các anh có thể câu chép rô phi trôi chim chấm ha, có thể câu cá chấm được. Cái cần có đường kính ngọn hiện tại là 1.3 ly, trọng lượng 136g. Giá cây này là 800. Mã 18 800.000. Cần câu tay đơn đài. Em xem mã 19, Hirabuna dài 5m4, cứng 5H luôn. Cái này một dòng carbon special. Bạn Kodia xuất thị trường Nhật, có mã cốt tem vàng luôn ha. Những cái này thì em bán rất là chạy các anh. Giống như cái bạn xoắn ít này nè. Thì những khổ ngắn đã hết. Cái này thì có khuyên cục buộc dây bảo hiểm luôn ha. Cái mẫu này á thì 3m6 hết rồi các anh. Hết 3m6. Sơn màu đỏ, đỏ nâu nha. Phôi sắn toàn thân các. Em quay cái chiều này nó ngược hướng á, ngược hướng đèn á. Các anh không có thấy sắn nó đỏ cho lắm. Rồi, cần có đường kính ngọn là 1.3, trọng lượng 168g. Giá bán là 900.000. Mã cần số 19 900. Em sang 20. Cần này dài 6m3, độ cứng 5H. Phôi bên ngoài là xoắn ít nè các. Này nó nhìn xoắn ít nè, hoa văn nè ha. Đẹp. Cái này 6m3. Cũng là độ cứng 5H. Cái này thì nó có nhiều hơn một lóng nha. Cái này là 6 lóng. Cho các anh đánh cá lớn được các anh. Có thể câu đơn đài săn hàng đánh cá lớn được. Đấy, cây bạn xoắn ít này chỉ còn cái màu 6m3 thôi ạ. Ngọn cần là không là 1.3, trọng lượng là 220g. Giá là 1.050.000 nha. Mã số 20 1.050.000. Em sang 21 là một cây cần câu 3 khúc cho các anh câu lục, đánh lục xa bờ.
Và hiện tại cái chân bass của nó là vừa với mình câu lục luôn nha. Không về không cần đụng chạm hạ bass hay là nâng bass gì nữa là nó đã vừa luôn rồi các anh. Đấy, cái gang tay của em là khoảng 20 thì cái này thì nó khoảng là 30-35 nha. Đấy. Rồi, cái này thì hiện tại em báo cho các anh thông số. Cái cần này là một cái cần câu lục, đánh lục xa bờ. À, có thể đánh 80-100 mét đều được. Có đi là bass Fuji FS7, bass Nhật nha, Fuji Japan. Và đến từ hãng Mamiya, cái dòng Mamiya OB á, các anh, Mamiya OB á, và phối với Olympic á ha. Đấy. Thì cái này là đến từ Thái Lan nha. Đây, cái phôi made in Thái Lan, có mã code tại đây. Cây cần này dài 4m25, độ cứng 35. Toàn thân của cần là phôi sắn ít, vậy cả hai da hết cho mình luôn. Và phôi rất là dày. Đây, em đo phôi rồi, phôi của nó là đây, em đo cái phần này nè. Đo phần này nè, 1.4 ly các anh. Phôi rất là dày nha. Đây. Tổng cộng là có nhiều khen bên trên cần là 2 4 6 6 khen và một cái đầu u là 7 nha các anh. Khen cần là khen Fuji Silicon Titan. Đấy, khen rất là to, cái phần khen này 3 này. Ném rất là xa luôn nha các anh, cái đầu bu nó to. Đầu bu cây này là đầu bu khoảng bu 16 nha các anh. Bu 16 hơn 16 nha. Cái bu này rất là to. Đấy. Ngon lành, dễ ném xa được. Vút xa. Cần độ cứng là độ cứng đàn hồi tốt nữa. Nó có cái độ nảy cao ha các anh ha. Cứng 35 là độ cứng cao nhất cho cái dòng lục. Và cái này độ cứng là AX nha. Rồi. Nó có ngọn là 3.8 ly, còn trọng lượng là 587 g. Cái này em bán là 3.150.000 nha. Nó có mã số là 21, giá 3.150.000. Em sang 22 là một cây cần ISO khen lớn, ISO khen bé nha các. Đây nhiều mẫu ISO khen bé nè. Mình về mình câu gần câu tay trợ máy nè, có thể hạ làm cần câu tay nha. Đây, cái tay em đụng thì vào cái khoen thì các anh mặc kệ nó. Cái này là keo dư, kệ nó. Bởi vì cái keo dư á là người ta về, người ta vệ sinh, người ta tháo keo dư ra để cho cái khoen của nó là ngoại hình đẹp như vậy nè. Còn keo dư của nó thì mặc kệ đi nha, mình tháo ra cũng được. Cái cần câu đầu tiên là một cây Shimano dài 5m4, độ cứng 1.5, Holiday ISO. Ngoại hình bên trên có xước nhẹ lông mèo. Đây. Cái này là bản Indonesia nha. ISO khen bé, bass Fuji, khen Fuji. Cái cần có 3 khen chạy. Và có phôi carbon sắn đầy đủ. Có sức nhẹ cơ. À. Cái lóng thứ hai á, ở dưới lên á, nó có sức nhẹ. Cái cần này thì em để giá các anh là 590 ạ. Ngọn 1.2, trọng lượng 220 g. Mã số 22, giá 590.000. Rồi em sang mã 23. Cần câu đến từ thương hiệu Tati Enjoy. Cái cần này là phôi sóng ít, hai da vảy cá, chiều dài 5m4, độ cứng 3. Bass Fuji FS7, bass này to, các anh có thể gắn máy đứng, máy nhỏ, máy lớn đều được. Dàn khoen là Fuji hết ha. Cái cần có 3 khoen chạy. Phôi carbon xoắn toàn thân. Cái này độ mới khá là cao các anh, độ mới cái này được hơn 80% nha. Hơn 80. 85, khoảng 85. Phôi đẹp. Ngọn cần là 1.6, trọng lượng 359 g, giá là 880 ạ. Mã số 23, 880.000. Cái tiếp theo là một cây dài 5m4, độ cứng 3, đến từ hãng Siêu Star, cũng là nội địa Nhật Bản luôn nha, có cái tem tại đây. Cần carbon. Phôi đẹp nè,
nước sơn đẹp nè ha. Bát Fuji, bát lớn, khoen Fuji, loại xứ xám hết cho mình. Càng này độ mới cũng giống tương tự cây kia các. Để em xem ha. Tương tự cây kia. Này cũng vậy là trên 85% luôn nha. Trên 85 luôn. Đấy. Khoen đẹp, cằn đẹp. Ngọn cằn 1.2 ly, trọng lượng 318 g. Cằn mã số 24, giá là 650. 24 650.000. Sang 25, cái này của thương hiệu Olympic. Cằn này nó cũ tới thời gian nha các anh, nó sẽ có xước này, nó câu nó có xước qua. Cái này là một cây dài 6m3, độ cứng 3. Thương hiệu Olympic nha. Cằn nội địa Nhật Bản. Có bát gọc Fuji FS7 cho mình. Có tem vàng. Cằn cũ tới thời gian nha. Và khoen còn nguyên vẹn. Em mời các xem, khoen rất là nguyên nha. Có 3 khuyên chạy bên trên. Phôi là ngọn carbon sẵn. Đây. Ở đây có xước nhẹ ca, xước xước dâm ha, xước dâm phần nước sơn. Cái này thì nó cụ thể thời gian nó có xước. Có xước dâm nè ha. Nó do cát, do bụi nó vô nó vào á. Đường kính ngọn là 1.6 ly, trọng lượng 400 g, cây này dài là 6m3, cứng 3. Giá 680.000. Mã 25 608. Sang 26. Cần dài 5m4, độ cứng 1, đến từ thương hiệu Osaka nha, Osaka Fishing. Có bát vặn Fuji. Này, sẵn đây tháo ra cho các anh xem luôn. Nên cái phôi nó khá là dày ha. Cứng cáp. Cái này thì độ cứng thấp là độ cứng 1, cho các anh đánh cảm giác nha, thiên về cảm giác. Rồi để em quặn lại xong. Rồi được rồi. Cái cần này có dàn phôi là phôi carbon sẵn hết cho mình. Khoen là Fuji hết. Ngọn sợi thủy tinh có 3 khoen chạy. Rồi, ngọn cần là 0.9 ly, trọng lượng 216 g. Cái này giá bán là 500. Mã 26 500.000. Em sang 27. Dài 5m3, độ cứng 1, đến từ thương hiệu Mestec nha. Cái cần này có tem vàng, hàng nội địa Nhật luôn. Bát Fuji FS6. Dàn khoen đẹp hết cho mình ạ. Cái này màu nước sơn là màu đỏ đen nha các. Đỏ đen. Sơn còn khá là đẹp. Độ mới cái này là trên 80%. Có ngọn là 1.4, trọng lượng 238 g. Giá bán là 550. Mà 27, 550.000. Em sang 28. Cần câu NFT dài 5m4, độ cứng 2. Cái này dài 5m2 nha. 5m2, chiều dài thực đây. Có tổng cộng là 6 lóng. NFT, hàng nội địa Nhật, có tem vàng. Bát Fuji nha. Cái này phôi là phôi xoắn của NFT hết. Và khoen của nó sẽ là khoen Fuji lòng xứ xám hết nha. Bên trên nó có 3 khoen chạy. Và ngọn của nó là màu ghi luôn các. Đều là màu xám hết. Độ mới bên trong còn đẹp các anh. Này, màu bóng sáng nha. Này, màu bóng sáng. 5m2, độ cứng 2. Ngọn cần là 1.2, trọng lượng 202 g. Giá bán là 690.000. Mã 28, 609 ạ. Rồi em sang mã cuối cùng. 29. Có đi kèm túi nha. Cái này là một cái ISO Thunderbird. Đến từ thương hiệu Nhật Olympic. Cái cần có chiều dài 5m, độ cứng 1.5. Hàng nội địa Nhật Bản nha. Đây,
Olympic nè, Made in Japan nè, mã code và tem vàng đầy đủ luôn. Có cái tem nè, tem thương hiệu của nó luôn nha, chính hãng nè, đã qua kiểm định. Đế vẫn còn nguyên vẹn cho mình. Phôi là carbon sắn Kado. Bát Fuji NS6, bát kháng mặn cho mình luôn nha. Bát gọc rất là đẹp. Thunderbird. Có nắp chụp Fuji STC và dàn khuyên là Fuji loại xứ xích hết cho mình các anh. Này, tất cả luôn ha. Xứ xích. Ngọn cần là ngọn màu xanh lá cây luôn. Và ngọn sợi thủy tinh. Có tổng là 4 khiên chạy. Cái cần này được đặt tháp Long Phụng tại đây nha. Bên trên là đặc, bên dưới là rộng, carbon sẵn. Cái căn này có định vị khoen, để em xem coi có không. Không à các, nó không có sơn màu định vị khoen nha. Cái căn này là mẫu VIP của hãng Olympic, thương hiệu Olympic. Khoen cái là khoen chạy nè. Độ mới khá là cao các. Có cái đống semi chống nổ ở đầu lóng chính nha. Đấy. Rồi, căn này có đường kính ngọn là 0.9 ly, trọng lượng 215g, mã 29, giá là 1.850.000, 29.1850. Và em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem mấy video của em. Các anh ủng hộ giúp em lượt like, lượt chia sẻ nhé. Anh nào đặt hàng hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghim trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Các anh muốn xem hình kỹ càng hơn, các anh cứ áp qua bên Zalo em gửi cho nha. Xin chào tạm biệt.